Nhà, nhà sách là 82 giải liên rồi. Bà tên gì, bà ở đâu, được tên gì, nói cho mọi người. Chào anh ở Bắc Thành, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Biên Hòa. Con đi ra con cũng bệnh là 6-7 năm nay rồi. Cái chân đã tái hóa bảy thứ bệnh cho người. Lăn sông, người tim, mạch, rồi thận, đống môi, đủ thứ bệnh hết. Thì con cũng đi làm cũng sót lần này là 3 lần mình. Con đến với cha 2 lần, bây giờ hôm nay là 3. Thì con xin cha với Chúa cầu nguyện, Chúa cầu nguyện cho con. Bây giờ con cũng đỡ được cả 80% rồi. Chứ con bị ăn được 2 thìa cơm thôi. Mà bây giờ con ăn được 1 chén. Thế con cảm ơn Chúa. Thì con có một thằng con của con đó ở trên biển ý. Một người rất thà của cha của quen cho cháu. Nó bệnh lắm, nó bệnh mấy chục năm rồi chứ chưa khỏi. Nhưng mà nó cũng làm việc ở trong nhà thờ. Nhưng mà không có đi làm gì được, đang đơn xã hội. Thì con xin cha đồng quen cho thằng con của con. Đấy, xin cha cho con là con cháu chắc là 125 người. Có 4 đứa thì nó còn tối đạo lắm. Thì con 4 đứa là 1 đứa chắc, 3 đứa cháu. Đấy thì bây giờ nó còn tối đạo thì con xin cha cầu nguyện cho cháu. Vậy thì bà mất thì nó đổi thăng gì? Dạ. Bà mất thì nó đổi thăng gì? Dạ. Bà chết thì nó đổi thăng gì? Cha nói con chả hiểu gì nữa. Bà nghĩa chết sợ nó không hiểu gì mà. Rồi bà đi về Việt Nam. Bà tặng cho nó một cái máy nha, những cái nước mà nó cung ca mùa lại á, bà đem cái máy này nha. Dạ, con cũng muốn 2 lần, cũng mua 2 cái mà con cho rồi. Rồi, bà tặng cho nó nha. Cái nước cô khăn mùa lại, tôi đối với cháu, đứa chất, 125 đứa đấy. Con đứa đạo, tôi đối với tặng cho nó. Thêm xe, một bà 82 tuổi, anh chẳng thấy 82 tuổi. Mà vẫn còn thao thức, lo lắng là còn bao nhiêu đứa cháu, bao nhiêu đứa chắc, đứa thì bệnh tật thân xác, và nhất là những đứa bệnh tật tâm hồn, đứa bị rối đủ thứ hết. Tấm lòng của người một tử phải là như vậy, thưa anh chị em. Tấm lòng của người một tử không thể ngủ yên được khi mà còn biết bao nhiêu con chiên ở ngoài sàn này. Những người mục tử mà ăn no ngủ kỹ, những người mục tử mà chỉ lo cho bản thân mình, những người mục tử mà chỉ lo hưởng thụ cho bản thân mình, hãy nhìn vào những tấm gương hôm nay. Anh chị em là tấm gương cho chúng tôi soi. Bà 82 tuổi, em thanh niên, cái ông mà chống hay cái nạn ngoại đạo, rồi cái bà ngồi xa lăng, những người mục tử, rồi hai chị em này nữa, lúc nào cũng chỉ lo cho những người khác hoặc còn đang tội lỗi, những người khác còn đang khó khăn, còn đang thiếu thốn, xin cha cầu nguyện, xin cha cầu nguyện. Mà chúng tôi có thể ngủ yên được hay sao? Chúng tôi có thể thảnh hơi được hay sao? Chúng tôi có thể ngồi rung đùi được hay sao? Chúng tôi có thể ngồi xe hơi ở nhà lầu máy lạnh được hay sao, thưa anh chị em? Chúng tôi có thể đi du lịch, du nghỉ, đi ăn uống, ăn chơi, ăn nhậu được hay sao, thưa anh chị em? Không thể nào được như vậy. Tấm lòng của người một tử phải là lọc lượng bao lâu còn những con chim ở ngoài làng thì không ăn ngon, không ngủ yên được. Phải làm sao để đưa những con đó vào trong cái làng này, thưa anh chị em? Và những người ở trong đàn, không phải là mình ở trong đàn thì mình hãnh diện là mình là người đạo đức, mình hãnh diện mình là con chiên tốt lành, mình hãnh diện mình là con chiên đạo tốt. Rồi mình không nghĩ rằng một phần trách nhiệm của mỗi người, bản chất của người Kitô hữu là đi loan báo tin mừng, là đi tìm những con chiên là khác để đưa về làng này, để giới thiệu lòng thương cho Chúa cho họ, chứ không phải giới thiệu cho họ tiền bạc danh vọng chức tước, rồi xây nhà xây cửa cho họ, rồi cung cấp tiền bạc cho họ, bỏ đằng lo cho họ như vậy. Không phải lấy tiền của nhà giàu của nhà thờ mà đi lo cho những con chim khác, rồi bỏ đằng đi là lo cho họ, xây nhà cho nó, mua xe cho nó, bỏ đằng lo cho nó hay sao? Đã có để còn cho thêm hay sao, thưa anh chị em? Mà còn biết bao nhiêu con chim vô danh tử tốt, con chim nằm đường cầu, con chim khỏe mạnh, con chim mà hoang tàn 50 năm, 60 năm, 70 năm, nó đang cần được quay trở về, mà chẳng quay đến nói cho nó để làm thu xuất của Chúa, chẳng quay đến thăm nó, chẳng quay coi nó quay trở về
xin cho thương cầu nguyện cho chúng tôi. Còn mãi mê sự đời quá, còn đi nhiều cám dỗ quá, còn xa trước cám dỗ nhiều quá. Bốn chữ T ấy là làm gì mà có cứ còn tính tâm, cứ làm không chỉ tìm tù tội. Và nhất là hai chữ T đầu là tình và tiền, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tình với tiền, mà không nghĩ đến bao nhiêu con chim khác đang cần hai chữ T là tĩnh tâm không. Con đang cần tĩnh tâm, con đang cần những cái tâm thích để đưa nó về. Và tâm thì lúc nào cũng sao động, tâm thì lúc nào cũng mãi mê ham hố tìm cái này, tìm cái nọ, tìm cái kia, thì làm sao mà tĩnh tâm được, làm sao mà đưa người khác về làm được với chị em. Cho nên chúng ta đọc ở trong này, nhật ký lòng thương xót Chúa David Hồn Công của thánh nữ Faustina. Chúa nói: hôm nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Hôm nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại vào trái tim thương xót của Cha. Anh chị em nghe lại lần nữa đi. Lời Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta, nhất là những mục tử: hôm nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại vào trái tim thương xót của Cha. Vậy chị em cùng đọc: hôm nay hôm nay mình đang ở trong tứ tuần tĩnh tâm, hôm nay mình đang ở trong những ngày chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Đức Mẹ Vô Diễn Viên Tội mùng 8 tháng 12. Hôm nay ở đây và bây giờ, lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta, lời Chúa nói với ai đang lắng nghe, đang xem ở trên Facebook Tín Thác, hoặc là trên trang web tinthac.net, hoặc là trên video YouTube Mũi Cho Đời chống info, hoặc là Giáo Điểm Tin Mừng. Tất cả những phương tiện nhân loại, tất cả những phương tiện truyền thông mà chúng ta có trong tay, Chúa dùng những phương tiện ấy để nhắn nhủ từng linh hồn một, từng người một, là hôm nay Cha sai con đem tình hương của Cha đến cho toàn thế giới. Đem tình hương của Cha đến cho toàn thế giới, chứ không phải đem tình tiền tù tội đến cho nhân loại, chứ không phải đem của cải vật chất hay là bất cứ cái gì phù du thế gian, nhưng mà là đem tình hương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt nhưng muốn chữa lành. Cho nên chị em đến đây cầu nguyện để được chữa lành là như vậy. Đến đây anh chị em cầu nguyện xin được đặt tay chữa lành là như vậy. Đến đây anh chị em khẩn này lòng thương xót Chúa Kinh Mân Côi, Chúa lòng thương xót để được chữa lành là như vậy. Đến đây anh chị em nhờ mẹ đưa mình đến với Chúa để Chúa chữa lành là như vậy. Đến đây anh em tham dự thánh lễ chữa lành là như vậy, vì đó là ý muốn của Chúa, ý muốn của Cha trên trời, ý muốn của Đấng giàu lòng thương xót là không muốn đoán phạt nhưng là chỉ muốn chữa lành mà thôi. Chữa lành rồi như là người mục tử đi tìm con trên lại, vác con lên vai, đây Cha muốn ghi chặt nhân loại vào đâu, vào trái tim thương xót của Cha, muốn ghi chặt nhân loại, tại vì mở hở ra nó chạy mất à, để nó sống à, đang là được tính tâm mình chứ, nhưng mà có người đưa tiền đấy là nó chạy theo bốn chữ tề.
không có tứ quần tinh tâm nữa mà lại tình tiền tù tội. Sống cái là chạy, hỡi cái là biết, chứ không phải lúc nào cũng tính được đâu. Ai mà không bước gì hết là nó bỏ chạy ha. Hơi cây đoạn cái nó cũng sợ nó bỏ chạy ha. Đâu tiền nó nhử nhử cái nó cũng ham hố, nó bỏ ra nó chạy theo tiền à. Vì vậy một chứng tức để vì ra cái nó ham hố, nó bỏ chạy theo chứng tức để vì à. Nó cần gì phải nấp ở nơi lòng thương xót của Chúa, nó cần gì nâng ở nơi trái tim của Chúa, nó nâng ở nơi người khác sướng hơn chứ. Nó ở nơi phải trái tim của người đẹp sướng hơn chứ. Nó ở trong nhà hồ sơ nó mát hơn chứ. Nó tiền trong tay nó rủ để có bao nhiêu đi sướng hơn chứ. Tự nhiên nó phải ở trong trái tim của cha, trên trong nó phải ghi chặt nó vào để nó chạy mất. Ghi chặt nó vào và cho nó chặt tình hình để nó chạy mất tiền ở mắt. Ghi chặt vào trong trong đâu, trong trái tim thương xót của ta. Nhớ Chúa muốn chữa lành và Chúa muốn ghi chặt mỗi người vào trong trái tim thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa sai con đi để đem lòng thương xót của Chúa đến cho toàn thế giới. Xin Chúa thương chữa lành vết thương thể xác, nhất là vết thương tâm hồn chúng con. Và xin Chúa ghi chặt chúng con vào trong trái tim của Chúa, đừng để chúng con vì mạng đến đây thế sự mà còn không còn hăm hở đi đón mừng Chúa sắp đến nữa. Chúa ơi, xin hãy đến. Trời cao.